Xin chào các bạn. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn được những cái comment ngẫu nhiên ở trên một cái video bất kỳ trên YouTube để giúp cho các bạn có thể tổ chức được những cái mini game trên kênh YouTube của mình. Và với cái việc các bạn tổ chức những mini game này thì nó sẽ giúp cho các bạn tăng thêm lượt view ở trên kênh YouTube của mình, tăng thêm cái lượt tương tác trên kênh YouTube của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ở đây thì các bạn sẽ dùng một cái website có cái tên gọi là commentpicker.com. Thì với commentpicker.com này thì các bạn sẽ có thể tổ chức những cái cuộc thi mini game trên Face, trên Instagram hoặc là trên YouTube đều được. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy một cái đường dẫn của video và chúng ta sẽ dán vào ở đây. Nó đã chia cho chúng ta từng cái bước cụ thể, bước 1 và bước 2. Thì bây giờ thì mình sẽ vào một cái video bất kỳ. Ví dụ như là các bạn sẽ chọn cho mình những cái video mà có cái lượt view và lượt comment nhiều. Mình có một cái video ở đây. Đây, video này nha. Các bạn sẽ nhấp chọn vào một cái video, sau đó thì ở trên này nó có cái đường dẫn nè, các bạn sẽ nhấp vào nha. Sau đó thì chúng ta chọn sao chép. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ dán cái đường dẫn của video đó vào đây. Trước khi mà các bạn bắt đầu thì ở đây nó có cho các bạn hai cái lựa chọn. Thứ nhất là các bạn có thể lọc ra những cái người dùng nha, có nhiều cái lượt comment ở trên video của các bạn nha. Này, ví dụ như những cái đoạn comment mà giống như là trả lời bạn và người trả lời nha, thì nó cũng thể phát sinh ra nhiều cái comment khác nhau. Tuy nhiên cái website này thì nó cũng thể giúp cho chúng ta lọc được cái nội dung đó nha. Một cái thứ hai nữa là nếu cuộc thi của các bạn tổ chức ra và các bạn bắt những cái người comment phải có một cái ký tự đặc biệt thì mới được nha. Ví dụ như mình tổ chức một cái mini game và cho đến thời điểm này đi nha. Thời điểm này thì các bạn thấy là cái video này đã có 606 lượt nhận xét. Tuy nhiên là cái lượt này là nó đã cũ rồi nha. Nếu hôm nay mình bắt đầu tổ chức một cái mini game thì mình sẽ, thì để tránh cái trường hợp và tính luôn những cái comment cũ này, thì các bạn sẽ thông báo cho những người tham gia mini game từ cái thời điểm này nha. Đó có nghĩa là từ ngày 21 tháng 8 thì khi mà comment vào đây thì họ phải comment một cái ký tự nào đó, ví dụ như là A cộng, ví dụ như là số điện thoại của bạn, hoặc là ví dụ như là một các bạn quy ước một cái tự nào đó, thì các bạn bắt người ta đánh vào đây. Thì khi các bạn tổ chức mini game thì các bạn sẽ dùng cái chức năng này là comment nên chứa từng một ký tự đặc biệt, thì các bạn sẽ lựa chọn thêm vào đây nữa để cho nó bắt đầu tính những comment từ cái thời điểm ngày 21 tháng 8 chứ không tính những cái comment cũ nha các bạn nha. Đấy, thì cái website này có cái chức năng này rất là đặc biệt và nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tổ chức được những mini game tại thời điểm này nha. Còn nếu các bạn không có cái đó thì dĩ nhiên là nó sẽ tính cả 606 nhận xét này, và có thể những người mà đã comment ở đây mấy năm trước thì họ sẽ không biết nha. Do đó mà khi mà các bạn quay ngẫu nhiên và trúng một trong 606 nhận xét này thì có thể là họ sẽ không biết và các bạn sẽ không trao giải cho người ta được. Do vậy thì đó là cái ý nghĩa của cái mục là comment nên chứa một ký tự đặc biệt ở đây nha các bạn. Hay các bạn nên dùng linh hoạt giữa hai yếu tố này. Còn về cái phần lọc cái những người dùng trùng, nghĩa là họ comment có những loại trợ bạn người dùng họ trả lời hoặc là họ comment nhiều lần thì nó cũng sẽ loại bỏ ra luôn. Các bạn để xem nè, mình sẽ chọn là get YouTube comment. Thì các bạn thấy là trên video này nó đang bắt đầu đếm nhé. Thì ở đây thì nó chỉ đếm cho mình là có 321 người dùng thôi nha. 321 người dùng. Tuy nhiên số lượt comment là 606, có nghĩa là đã có phát sinh thêm gấp 2 lần cái số lượng người comment nha. Có nghĩa là họ comment 2 lần hoặc là có những comment mà mình trả lời cho người ta. Do vậy mà sẽ lọc đúng cho chúng ta và nó sẽ tính là 321 người. Rồi, sau khi mà các bạn làm xong cái bước 1 này, ấn cái get YouTube comment rồi thì chúng ta sẽ có được cái thông số này và mình sẽ qua cái bước 2. Các bạn sẽ tua chuột xuống. Thì nó sẽ có bước 2 đây, là chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn ra những cái lượt comment. Thì website này nó sẽ chọn cho chúng ta một cách ngẫu nhiên. Các bạn thấy nè,
random nha, ngẫu nhiên, do đó mà chúng ta sẽ tạo ra một cái cuộc chơi rất là công bằng. Các bạn sẽ nhấp vào nút start. Đây, các bạn thấy là những cái comment nó đang được lựa chọn ngẫu nhiên nha. Rồi, thì bây giờ thì nó lựa chọn cho chúng ta một cái người thắng cuộc có cái tên kênh là Khai Minh. Đây, kênh Khai Minh, và cái nội dung comment của người ta là số 411 nha, 411. Thì các bạn thấy ở số lớn ở trên này chính là cái tên kênh, và cái chữ nhỏ nhỏ dưới này nha chính là cái nội dung người ta comment. Đấy, như vậy là chúng ta đã lựa chọn xong. Nếu các bạn tổ chức cuộc thi này ở trên Facebook thì chúng ta còn một chức năng rất hay là share cái người thắng cuộc này trên tường, thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Đấy. Đấy, thì các bạn thấy là nó sẽ hiện cái người thắng cuộc đây, đó chính là bạn Khai Minh này, và nó đưa cái nội dung lên cái Facebook chúng ta luôn với cái từ khóa mà nó đưa vào là comment picker. Đây là một hình thức quảng cáo cho nó luôn nha, các bạn thấy ha, nó đưa cái website, đưa website vào. Đấy, thì là với cách này thì chúng ta có thể đưa cái người thắng cuộc nha, người thắng cuộc lên. Tuy nhiên thì các bạn thấy là nếu một cái cuộc thi thì sẽ có nhiều cái người thắng cuộc, đúng không? Nhiều người thắng cuộc. Do vậy mà các bạn thể chọn được nhiều. Thì ở đây nó sẽ cho các bạn lựa chọn lại nha. Pick another winner, nghĩa là các bạn thể lựa chọn lại cái người thắng cuộc. Nên cách là chúng ta sẽ nhấp vào. Và nó sẽ quay lại cái giao diện ở bước 2, thì các bạn sẽ tiếp tục. Nó đã chọn ra một cái người khác có cái tên kênh là Hưng Lê, và cái nội dung mà người ta comment đó là for the site ở đâu vậy nha, for the site ở đâu. Đấy, thì các bạn thấy là với cái website này thì các bạn sẽ tổ chức được một cuộc thi rất là công bằng, và với cái việc lựa chọn ngẫu nhiên thì chúng ta sẽ không có cái sự tranh chấp ở đây nha các bạn nha, không có sự tranh chấp, và nó còn giúp chúng ta có thể đưa luôn cái người thắng cuộc lên trên Facebook và share trên đó để những cái người họ chơi, họ tham gia thì họ có thể là biết được là mình có thắng cuộc hay không. Hoặc là các bạn có thể tổ chức một cái livestream trực tiếp luôn để mà chọn người thắng cuộc nha các bạn. Do vậy mà với cái công cụ này thì nó cho chúng ta lựa chọn ngẫu nhiên, do vậy mà các bạn có thể tổ chức những cái cuộc thi để mà phát quà, phát thưởng cho riêng mình. Và các bạn thấy là cái việc thực hiện rất là đơn giản, là chỉ có hai bước mà thôi nha, hai bước mà thôi, và mình đã giải thích rất là rõ cái ý nghĩa của những cái lựa chọn ở trong này cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và nhớ đăng ký kênh để chúng ta còn gặp nhau trong những cái chia sẻ tiếp theo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.